quý vị thân mến, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hai phần võ nhạc của hai đội. Và quý vị khán giả sẽ là người xem và là giám khảo chấm điểm xem đội nào về cái mức độ võ, rồi nhạc có khớp nhau hay không, rồi trình diễn nó mượt mà hơn thì đội đó giành chiến thắng. Đồng ý không ạ? Còn bây giờ là bài võ nhạc đầu tiên. Sếm ơi! Sếm ơi! Tí nữa em chạy ở đây xong qua bên kia cho anh nha. Rồi, đầu tiên em sẽ đứng sau lưng anh Giang đúng không? Rồi, đi ra đi anh. Anh Giang. Chào ơi, chào, chào. Rồi, chào ơi. Thank you.
diện nối loạn tiền đình. Vỗ tay nồng nhiệt cho Bích Phương. Lần đầu tiên múa bả đó mọi người ơi. Xứng đáng vỗ tay to hơn được không ạ? Vỗ tay cho toàn thể anh chị em của chúng tôi. Vỗ tay cho quý vị trời mưa vẫn ở đây với anh chị em, vẫn ở với chương trình Hành Trình Rực Rỡ mọi người ơi. Cảm ơn quý vị nha. 2, 3. Thưa quý vị, vừa rồi là bài Võ Nhà của hai đội hoàn toàn khác nhau, được học trong vòng chỉ hơn 15 phút thôi. Như quý vị đã thấy, đã xem tập rồi đó, thì cái sự tập và cái sự trình diễn nó khác nhau xa không ạ? Quá xa. Lúc tập ok, lúc diễn không được ok lắm. Nhưng mà đó là công sức của tất cả mọi người rồi. Có nên một tràng pháo tay nữa không ạ? Cảm ơn quý vị. Trong ban biên tập cũng như nhà sản xuất có hài lòng không ạ? À? Dạ, cũng hết sức rồi, cũng hết sức rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ quý vị khán giả tại Bình Định là những người công tâm, rất yêu thương anh chị em nghệ sĩ cũng như chương trình Rực Rỡ. Chúng ta sẽ bình chọn bằng những tràng pháo tay. Bây giờ mọi người muốn chấm điểm cho đội số 1 trước hay đội số 2 trước? Số 1 trước là đội gồm có các bạn võ sinh cũng như Châu Bùi, Isaac, Negip và Trường Giang. Các bạn võ sinh ngày hôm nay đã mệt mỏi nhưng mà đã tập trước mấy ngày nữa rồi, nên xứng đáng riêng vỗ tay là vỗ tay cho bốn bạn trước. Quá tuyệt vời. Còn bây giờ là tiếng vỗ tay để chấm điểm cho đội võ nhạc biểu diễn đầu tiên. 2, 3. Vỗ tay. Chúng tôi đánh đều hàng thang điểm là tiếng vỗ tay dài. Chưa dài. Quá tuyệt vời. Nữa đi ạ. Cảm ơn quý vị. Nhưng giờ này quá dài rồi. Hạng nhất. Còn đội bên đây. Bây giờ là đội bên đây gồm có các bạn võ sinh. Vỗ tay tặng các bạn 100 ngón tay. Và bây giờ tiếp tay dài thật dài cho đội võ nhạc số 2. Ấy, xúc động đăng quang hả? Xấu hổ. Nhưng mà không có, đội em làm rất là tốt. Nhưng mà hồi nãy một phút mà ngẫu hứng, cao hứng quá. Chị Ngọc, đừng. Mình không cần phải hồi tưởng như thế đâu. Tức là thưa quý vị và nhà, từ đầu chương trình đã nói với Trường Giang là quý vị khán giả chính là người chấm điểm cuối cùng. Dù như thế nào chúng tôi không cần biết, bởi vì khán giả cái tình yêu thương, cái tình yêu thương thì nó không có một thang điểm nào để chấm hết. Thì phần thắng ngày này đó chính là chiến thắng dành cho đội B. Và sau đây chúng tôi dành 35 phút để phỏng vấn những người thua. Ủa Isaac, em cảm giác như nào như trong khi đó? Theo tôi nhận định nha, thì Isaac là búa đẹp nhất tối nay luôn á. Nói gì thì nói chứ tối hôm nay mà không có quý vị ở đây thì đêm này nó cũng sẽ nhạt nhòa lắm. Một lần nữa cảm ơn quý vị, cảm ơn tình yêu của tất cả người dân Bình Định của tối nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi anh ơi, thắng á, đội thắng chưa có nói gì. Vâng thưa quý vị, anh ơi, đội thắng chưa có phải. Thưa quý vị, trong mọi cuộc chơi chúng tôi luôn tôn vinh những đội chiến thắng. Ai đại diện xin trình bày? Và đầu tiên đội thắng gửi đến tất cả mọi người đây lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Dạ. Sống nhờ nước thì em sống nhờ bằng tình yêu của quý vị.
là cái sự bình chọn của tất cả mọi người. Ở bên kia thua mà nói quá là quê đất. Người ta thường nói là người tàn ác cũng sống thẳng thôi. Như vậy chúng ta đã chiến thắng. Một tràng pháo tay cho đội chúng tôi à. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và cũng đặc biệt xin cảm ơn Ủy ban xã Nhân Lộc đã hỗ trợ rất nhiệt tình để đưa chương trình Hành Trình Rực Rỡ có một cái khoảng thời gian ghi hình thuận lợi. Dù thời tiết là không thuận lợi nhưng mà các anh chị đã hỗ trợ rất là nhiều. Xin cảm ơn, xin trân trọng, kính chào.